Hàng sale trong tuần của siêu thị Rạng Đông, táo đỏ, táo xanh, táo gala 99 cent 2 pounds, tôm bánh xèo không đầu 9 đồng 99 một hộp 4 pounds, tôm bánh xèo có đầu 7 đồng 99 một hộp 4 pounds, sườn heo non 1 đồng 79 một pound, bò bắp 2 đồng 99 một pound, nước mắm Phú Quốc hiệu Sư Tử Bay 2 đồng 99 một chai, bột nem gà Totally 6 đồng 49 một bịch, bún ba cô gái 2 đồng 59 một gói, xì dầu hiệu No 1 đồng 49 một chai, bánh hỏi Tây Đô 79 cent một gói, mì Mama Heo 7 đồng 49 một thùng, bánh pháp Chabrier 2 đồng 99 hai gói. Đặc biệt cua Canada đang sale và chợ đã tặng lịch Tam Tông Miếu 2019. Siêu thị Rạng Đông tọa lạc trên đường Warner gốc Bouchard, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. 714-369-2438. Siêu thị Rạng Đông kính mời.